Xin chào quý cô bác anh chị và các bạn. Lúc này là 7 giờ 35 phút. Nhiệt độ rơi vào khoảng là 19 độ C. Mình đang có mặt tại ở đường Trần Quốc Toản quý vị. Hôm nay là thứ tư, ngày mùng 10 tháng 4 năm 2024. Nhằm ngày là mùng 2 tháng 3 âm lịch năm Giáp Thìn. Hôm nay là mình sẽ review cho quý cô bác anh chị cũng như là các bạn gần xa trong và ngoài nước về thăm quảng trường Lâm Viên của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, quảng trường Lâm Viên Đà Lạt là một trong những quảng trường lớn tập trung cho tất cả các cái lễ hội rồi sự kiện văn hóa, là một cái trung tâm văn hóa lớn của thành phố Đà Lạt, của tỉnh Lâm Đồng. Hôm nay thì mình sẽ review cho quý cô bác anh chị và các bạn một đêm thứ tư, cũng là đầu tuần, xem thử làm cuộc sống sinh hoạt về đêm của cư dân người Đà Lạt cũng như là các cháu học sinh rồi sinh viên rồi tất cả các bạn nam nữ, các bạn trẻ đó quý vị, đồng thời là các du khách đổ ra ngoài quảng trường này như thế nào. Lúc này thì mình đang có mặt ở quảng trường, mà cái đoạn là cái khu vực này là để dành riêng cho hội nghị triển lãm đó quý vị. Thì lúc này thấy các cháu đang vui đùa chơi nhộn nhịp, từ là trượt ba tinh rồi đánh cầu lông vân vân, rất là sôi nổi, hiện lên cuộc sống của Đà Lạt về đêm rất là yên bình, thanh vắng và nhẹ nhàng. Một cuộc sống thật sự là thanh bình quý vị. Không ở đâu mà có cuộc sống thanh bình về đêm như ở thành phố Đà Lạt. Nhiệt độ lúc này là rơi vào khoảng là 19 độ C. Thì trong khi đó ở các vùng khác thì có thể là 20 mấy độ. Thì nhiệt độ ở Đà Lạt rất là đẹp. Một nhiệt độ lý tưởng cho tất cả các cái du khách cũng như là bà con người Đà Lạt, rồi các cháu đổ ra hội trường, rồi đổ ra quảng trường Lâm Viên để vui chơi một cuộc sống thanh bình diễn ra trong mắt tất cả mọi người. Và đây thì các bạn thấy là các cháu nhỏ này vừa đánh vũ cầu rồi vừa trượt được ba tinh. Như vậy là cái quảng trường này là nằm sát bên đường Trần Quốc Toản và cũng kế bên kia là Hồ Xuân Hương thơ mộng. Xin mời quý vị và các bạn theo cùng Đà Lạt Bình Yên sẽ review cho quý cô bác anh chị và các bạn thăm và theo dõi cuộc sống về đêm ở thành phố Đà Lạt, nơi quảng trường Lâm Viên, một trung tâm văn hóa, một trung tâm cho chúng ta những sự kiện ví dụ như là kỷ niệm Đà Lạt 130 năm hình thành và phát triển cũng tổ chức tại đây, rồi là festival hoa, rồi liên hoan phim, rồi hội thảo, rồi tuyển các cháu lên đường làm nghĩa vụ vân vân. Các bạn nhìn mấy bên kia Hồ Xuân Hương cũng là đường Trần Quốc Toản, bên đó thật sự như là một kinh đô ánh sáng, rất đẹp quý vị. Và đây các bạn nhìn thấy là xe điện để chở khách du lịch đó, hầu như là dọc theo lối này đều có xe của công ty mà xe điện để phục vụ cho quý bà con, rồi phục vụ cho khách du lịch gần xa, nhất là dạo này khách Hàn Quốc đổ về rất là đông. Và đây là một quảng trường Lâm Viên của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, một quảng trường rất là rộng quý vị. Một quãng đường như mênh mông bao la vô tận. Ở đây là được sự bày biện bố trí và xây dựng rất là cách tân đương đại. Một cái quảng trường mình nghĩ là có tầm vóc lớn trong cả nước, mình ít có một cái quảng trường nào mà sở hữu một cái view rất là đẹp quý vị. Đầu thì gói ở lên trên cái đồi, mà ở dưới là siêu thị quý vị, còn chân thì là gác ra Hồ Xuân Hương, rất là phong thủy. Thật sự một trong những cái quãng đường mà mình cho là đẹp, vừa đẹp này, rồi vừa văn minh,
vừa khoa học mà lại là rất là phong thủy quý vị. Mình nhìn đồng hồ lúc này là 8 giờ kém rồi quý vị, và bắt đầu thấy du khách cũng bắt đổ ra ngoài công viên, rồi đổ ra quảng trường rất là đông. Các cháu nhỏ từ xa thì nô đùa vui, thích, rất là thích. Còn mấy bên ngoài này thì xe điện đổ cho du khách dừng chân đó quý vị. Cuộc sống về đêm của thành phố Đà Lạt vào những tháng cuối xuân vẫn còn đẹp trời. Trời lúc này là không mưa, nhìn bầu trời là trong xanh. Phía xa xa thì các bạn thấy hồ Xuân Hương lấp lánh, pha lên những ánh đèn pha đủ sắc màu. Và đây là con đường Trần Quốc Toản chạy vòng quanh hồ Xuân Hương quý vị. Ở đây có một cái bảng điện tử cho chúng ta thấy một cách là thành phố và cái quảng trường rất là cách tân đương đại quý vị. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, đây là một trong những quảng trường biểu tượng của trung tâm thành phố Đà Lạt cũng như là tỉnh Lâm Đồng. Quảng trường Lâm Viên này thì có diện tích rơi vào khoảng là 70.000 mét vuông quý vị nghe, 70.000 mét vuông, và có sức chứa là trên 60.000 người cùng một lúc đó quý vị. Và đến đây thì thấy tấp nập xe cộ về đêm, các bạn thấy thành phố Đà Lạt về đêm thì ở quảng trường này mọi hoạt động cũng đều đổ ra đây. Thật sự là một cuộc sống thể hiện lên bình yên và thái bình thịnh trị, rất là thái bình thịnh trị quý vị. Ở đây thì một cái quảng trường mà cho chúng ta là nhìn thấy hồ Xuân Hương thơ mộng đẹp xung quanh quảng trường, rồi phía bên kia bờ hồ, rồi phía xa xa thì các bạn thấy là Thanh Thủy, rồi nhà hàng Thủy Tạ, và đây là quảng trường Lâm Viên. Lúc này thì mình nhìn thấy là khách, đây là khách người lớn quý vị, khách Hàn Quốc, khách Hàn Quốc đổ ra đây cũng rất là đông, và họ chuẩn bị bước vào quảng trường Lâm Viên họ chơi, và đồng thời là sau đó thì sẽ là đi siêu thị Go, trước đây là siêu thị Big C. Ở đây các nhà khoa học người ta tính toán rất là khoa học và văn minh, và họ rất là thông minh. Ở trên đó là một cái quảng trường của Lâm Viên của thành phố Đà Lạt, nhưng mà ở dưới tầng hầm đó là một cái siêu thị rất rất đẹp quý vị. Các bạn đi quảng trường Lâm Viên chơi, rồi tham quan nghỉ mát, dạo bộ quảng cảnh xung quanh thành phố cũng như là xung quanh hồ Xuân Hương. Sau đó thì các bạn có thể là đi vào hai cái biểu tượng của quảng trường, đó là bông Artiso cũng như là cái bông hoa dạ quỳ quý vị. Đây là hai biểu tượng đó, cái vòm màu vàng đó là bông hoa dạ quỳ, biểu tượng hoa dạ quỳ. Còn cái vòng màu xa xa mà lấp lánh đèn vàng xanh đó là biểu tượng của bông Artiso đó quý vị, một trong những cái hình mẫu mà tạo lên cho cái quảng trường chúng ta về đêm khởi sắc rất là đẹp, một trong những cái quảng trường mình đánh giá cho là văn minh, khoa học và hiện đại cách tân. Nó biểu hiện sự khỏe mạnh này, rồi mạnh mẽ, rồi bình yên, và tạo cho tất cả các cái mọi người, cả một cái cộng đồng đều tập trung về đây. Tất cả các em nhỏ này, rồi người lớn, tất cả các bạn trẻ về được về đây tham quan du lịch miễn phí nghe quý vị. Ở đây là một cái quảng trường là các bạn tham quan du lịch miễn phí, và thật sự ở đây sở hữu một cái view mình nghĩ là đỉnh luôn, một cái view luôn ngắm bên trên hồ, ngắm xuống hồ Xuân Hương đó quý vị. Và bên kia hồ Xuân Hương thì các bạn thấy rồi, một gần như là một trung tâm ánh sáng rồi, rất là đẹp. Và đây là cái cửa để vào siêu thị Go đó quý vị. Đó, mình thấy là khách bắt đầu đi vào trong này. Đây là một trong những siêu thị mà mình nghĩ là thành công. Mình nghĩ là thành công. Siêu thị này bán thì thật sự là không thiếu một món hàng nào. Không những vậy mà đây
là một trong những siêu thị đẹp nhất nhì ba trong cả nước. Mình nghĩ là như vậy. Tại vì mình cũng đi rất là nhiều siêu thị. Xin thưa với quý cô bác anh chị, Đà Lạt, Bình Yên cũng đi rất là nhiều siêu thị trong cả nước. Nhưng mà mình đánh giá là siêu thị Go và siêu thị, nói chung là siêu thị ở quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt là một trong những cái siêu thị mà cho chúng ta rất là thuận lợi về nhiều mặt. Thứ nhất là các bạn đi dạo chơi ở quảng trường Lâm Viên, sau đó các bạn vào siêu thị là đều có máy cửa vào, rất là thuận lợi. Thứ hai nữa là xung quanh mé bên siêu thị ở quảng trường Lâm Viên sở hữu một cái bãi xe cũng rất là lớn. Và thứ ba nữa là riêng mà xe Honda thì là có hai bãi xe Honda cũng rất là lớn. Và họ làm rất là thông minh, rất là tiết kiệm được cái diện tích quý vị. Thay vì là một cái quả đồi bỏ không thì ở trên là quảng trường, mà ở dưới thì người ta đào sâu xuống để trở thành một cái siêu thị. Thật sự là họ tính toán rất là thông minh, khoa học, diện tích không mất đi đâu được, tạo ra một cái tầng hầm ở trong đó là mênh mông bao la vô tận, tạo một cái cảm giác nhìn thấy là không ai nghĩ là một siêu thị, nhưng mà mặt trên là ở đường Hồ Tùng Mậu thì lại là mặt để mà đón nhận khách, rồi chỗ gửi xe cũng như là cái chỗ mà nhận hàng hóa đó quý vị. Ở dưới này thì mặt này là mặt hướng hồ, lại là một cái quảng trường rộng hiện đại, cách tân đương đại, một cái quảng trường mà mình đánh giá là rất là văn minh và khoa học, thật sự hiện đại thật sự. Ồ, và tình cờ đến đây thì mình nhìn thấy là ở đây có một trạm sách Hạnh Phúc. Cái quầy sách mà chuẩn bị bán sách. Ồ, hay quá ta. Lâu lâu mình đi dạo phố thì mình thấy là đường phố có những cái quầy bán sách dạo, hoặc là những cô chú bán dạo trên cầu thang đó, thì thật sự là những quyển sách quý quý vị. Và đến đây thì mình thấy là trạm sách Hạnh Phúc quý vị. Đây có một cái công ty nào đang xin phép và dựng liều trại để bán sách Hạnh Phúc. Sau đây xin mời quý bạn, quý cô bác, anh chị và các bạn cùng Đà Lạt, Bình Yên để vào thăm quầy sách. Mình là một trong những người rất là hâm mộ về sách quý vị. Đó, và xin mời quý vị vào thăm quầy sách Hạnh Phúc. Ồ, đến đây thì bắt gặp mình thấy là sách rất là nhiều quý vị, thật sự sách rất nhiều. Mình thấy là ban tổ chức người ta làm rất là gọn gàng, quầy sách Hạnh Phúc nha quý vị. Rất là nhiều sách, thật sự là giá sale luôn. Sale 20% giảm giá đó quý vị. Ở đây người ta đi ghi chỉ giảm giá. Và mình thấy sách rất là nhiều, tạm sách Hạnh Phúc ở đây thì cho chúng ta thấy là một cái bàn sách. Mấy bàn? 4 bàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bàn sách nối dài với nhau. Và chúng ta nhìn thấy là các bạn trẻ đông nha, các bạn trẻ. Bây giờ là thời buổi công nghệ mà 4.0, rồi là tất cả các mạng thông tin, mạng xã hội, rồi báo điện tử. Nhưng mà cũng cho chúng ta thấy là văn hóa đọc sách, đến bây giờ các bạn nữ và các bạn nam, tất cả quý vị nhìn thấy không? Rất là nhiều đứa trẻ quan tâm đến văn hóa đọc quý vị. Và đây là những sách về dành riêng cho thiếu nhi cũng rất là nhiều nha. Mình thấy là khách cho các cháu thiếu nhi, hầu như là khách cho các cháu thiếu nhi đủ màu sắc, đủ sự lựa chọn. Trong đó rồi có sách người lớn nè, rồi có sách học, dạy học nè, sách lịch sử, rồi truyện. Rồi mình nhìn thấy là có những quyển sách mà dạy về các món ăn, ẩm thực nha quý vị. Ẩm thực. Rồi mình nhòm thấy có những sách dạy về kỹ năng sống nè, kỹ năng mềm, kỹ năng sống. Và có sách về giáo dục,
hay ha, sách giáo dục, rồi nói về sách, nhiều loại sách lắm, mình đọc lướt qua mà mình thấy là có sách nói về thuật ngoại giao, rồi cuộc sống con người, và có sách quan hệ cuộc sống, cách làm người đắc nhân tâm nữa quý vị. Ồ hay quá, thật sự có nhiều hay lắm ở đây thật sự, rồi nhiều truyện tranh cũng có, mà đây là được là mình thấy là ở đây có những quầy họ ghi sale rõ ràng nha quý vị, giảm 20% một quầy sách, mà cho chúng ta thấy là rộng. Đây cũng như là một cái dịp mà để cho quý cô chú bác cũng như là các bạn trẻ đi nghỉ mát ở Đà Lạt, rồi dạo Hồ Xuân Hương, sau đó là vào check in, chụp hình vãn cảnh ở quảng trường Lâm Viên, thì gặp một cái dịp là nhà sách Hạnh Phúc này, trạm sách Hạnh Phúc các quý vị. Hay quá. Cái mấy hôm thì mình nhìn thấy bộ đối thoại văn hóa này, rồi tất cả các cái chuyện của nước ngoài mình review rất là kỹ cho quý cô bác anh chị và các bạn xem, rất là nhiều loại sách, kể cả là sách nói về ông Joe Biden nữa. Ơi hay quá các bạn ơi, thời buổi 4.0 mà mình thấy là các bạn trẻ rất quan tâm quý vị. Từng đôi từng cặp họ đi tìm những quyển sách như vậy, là đây là một hồi tin vui báo tỉnh cho chúng ta là người Việt chúng ta, rồi tất cả các bạn trẻ của chúng ta vẫn còn giữ được văn hóa đọc sách, vẫn còn đọc sách, mà văn hóa đọc sách là một một chương trình rất là hay quý vị. Thật sự văn hóa đọc sách tạo cho chúng ta nhiều kiến thức, thật sự nhiều kiến thức. Bây giờ mà xã hội 4.0 rồi, rồi tất cả các thông tin mạng quá nhiều, từ Zalo, Facebook, rồi TikTok, rồi Inter, rồi YouTuber, rồi vân vân, rồi truyền hình, nói chung là rất là nhiều, nhưng mà các bạn vẫn còn quan tâm đến văn hóa đọc sách, vẫn đi tìm sách. Mình thấy là cái quầy sách này tất cả đều là những bạn thanh niên, những bạn trẻ vào là chủ yếu quý vị. Lâu lâu thì mình cũng nhìn thấy là có các cô, các chú. Sau đây là mình mời quý cô bác anh chị cùng Đà Lạt Bình Yên sẽ lên bậc cầu thang trên này, mình tham quan hết cái quảng trường của chúng ta. Quảng trường của chúng ta thật sự là một trong những quảng trường quá đẹp, thật sự mình nghĩ là không thể nào mà chê, và miễn góp ý nha quý vị, thật sự một miễn góp ý, tại vì các nhà thiết kế người ta đã tính toán rất là đẹp, khoa học hiện đại cách tân. Xin nói lại là cái quảng trường này rơi vào khoảng hơn 70.000 mét vuông, và sức chứa của quảng trường Lâm Viên Đà Lạt Lâm Đồng là hơn 60.000 chỗ ngồi quý vị nha, hơn 60.000 chỗ ngồi. Và mình thấy là có ba bước nha quý vị. Bước thứ nhất ở dưới cái sàn, rồi lên một bước nữa là bước cũng vừa trung, và lên một bước cao nữa là bước trên cùng quý vị. Bước trên cùng thì sau đây mình đang đứng ở bước cái sàn thứ hai để mà review cho các bạn, quý cô bác anh chị và các bạn xem quảng trường Lâm Viên của chúng ta. Xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, quảng trường Lâm Viên không những là đẹp, cách tân, đương đại, khoa học, trung tâm văn hóa, các cái sự kiện lớn, nhưng mà nói về mặt phong thủy thì thật sự là bền vững trăm năm, ngàn năm quý vị. Tại vì nếu mà nói về phong thủy thì đầu là gối lên cái đồi, và chân thì ở dưới chân là Hồ Xuân Hương, cho nên là mình đánh giá là mình cho cái câu là mình nói là đầu gối sơn mà chân gác thủy quý vị. Thật sự là một cái phong thủy mà cho chúng ta bền vững lâu dài cho muôn đời con cháu. Thật sự mình nghĩ đâu đây là không thể nào thay đổi, có những chỗ có thể thay đổi quý vị, có những chỗ có thể thay đổi, có thể là di dời, hoặc là dự án này dự án treo dự án nọ, nhưng mà quãng đường này
đây là một cái khoảng đường mà mình nghĩ là vĩnh cửu, thật sự theo mình đoán là như vậy. Mình không biết là như thế nào, nhưng mình thấy là nó không thị đẹp quá. Đầu thì gối lên đầu gối sơn, tức là gối lên núi đó quý vị. Chân gác thủy, tức là chân ở phía dưới, chân là có nước đó quý vị. Thì đây là một phong thủy rất đẹp. Xin mời quý cô bác anh chị và các bạn cùng Đà Lạt bình yên để tiếp tục khám phá về đêm của thành phố Đà Lạt, một trong những thành phố mà có cái bầu không khí lúc nào cũng ôn hòa quanh năm suốt tháng, mát mẻ quanh năm, đồng thời lại khách du lịch đổ về đây rất là đông. Mấy hôm nay thì xin thưa với quý cô bác anh chị, nền nhiệt cả nước rất là cao, kể cả Đà Lạt cũng vậy. Như hôm nay thì Đà Lạt theo dự báo thời tiết, hôm nay thì Đà Lạt nhiệt độ là ban đêm về thấp nhất là 15 độ C và cao nhất là 29 độ C quý vị. So với Đà Lạt thì nền nhiệt cũng rất là cao. Và các bạn thấy nam thanh nữ tú này, tất cả các bạn trẻ, đây là du khách, tất cả đều là du khách không đổ về Đà Lạt. Sau khi mà đi ban ngày thì đi chơi tất cả các cái điểm, ví dụ như là Đà Lạt thì thật sự nó có cả trăm điểm mà. Rồi ban đêm thì các bạn đi dạo chơi vạn cảnh Hồ Xuân Hương, rồi về đến quảng trường Lâm Viên. Ở đây thì nó có một cái phong trào là quảng trường Lâm Viên sẽ tổ chức cho các cháu chơi trượt patin, rồi sinh hoạt cộng đồng, hát ca múa nhảy, rồi sau đó thì thú vui gồm có tất cả các cái con thú. Ồ, bữa nay có một anh chàng robot người máy đây, chàng siêu nhân quý vị. Siêu nhân này thì tạo cho các bạn trẻ cũng rất là thích thú. Mà mình thấy là tuy là đầu tuần các bạn, nhưng mà quảng trường Lâm Viên cũng cho chúng ta thấy là nhiều bạn trẻ đổ ra đây rất là nhiều, hầu như là tất cả các bạn trẻ. Mà anh mình nghĩ là không phải là người địa phương mình thì rất là ít nha, người Đà Lạt cũng rất ít, chủ yếu là khách du lịch đó quý vị. Và sau đây mình review một vòng tròn cho quý cô bác anh chị và các bạn xem được là cảnh về đêm của quảng trường Lâm Viên Đà Lạt, một cảnh tượng cho chúng ta yên ắng, thanh bình, cuộc sống hạnh phúc quý vị, thật sự hạnh phúc. Đà Lạt bình yên đến lạ luôn quý vị, các bạn nhìn thấy đó. Rồi ở đây có một cái chú cuốn cũng hay nha quý vị. Quảng trường Lâm Viên thật sự là họ làm quá rộng, thật sự quá rộng, tất cả đều là lót đá quý vị. Thật sự lót đá. Rồi ở trong cái biểu tượng mà ông Artiso thì người ta bán cà phê đó quý vị, ở trong đó cũng rất là đẹp. Hôm trước thì mình cũng đã review cho quý cô bác anh chị và các bạn vào tiệm cà phê, ở trong đó có những cái bàn và những bước cầu thang đi lên thì làm cho chúng ta có thể là check in rồi chụp hình cho ra những cái thước phim vô cùng ảo diệu. Đến đây thì các bạn thấy có những cái chú chó Alaska này, họ mang kính rất là điệu nghệ luôn nha quý vị. Modern thật sự luôn. Đây là những con chó mà để chụp hình quý vị, thì giá chụp hình cũng không có gì là nhiều lắm đâu, các bạn cũng rẻ mà, rồi các bạn có thể chụp hình để làm kỷ niệm. Mấy chú chó rất là đẹp các bạn đó. Rồi hình như là hai bạn kia đến chụp hình thì giá cũng rẻ mà, hoặc là mình có thể thỏa thuận. Ở đây văn minh lịch sự, có lực lượng chức năng, lúc nào cũng có những lực lượng dân phòng, rồi lực lượng an ninh, công an bảo vệ cái quảng trường, để giữ cho quảng trường xanh sạch đẹp, rồi là bảo vệ an ninh trật tự cho du khách đi chơi về đêm. Cho nên là du khách gần xa đến với Đà Lạt, trong và ngoài nước về Đà Lạt thì thật sự an tâm. Tại vì mình review ở đây cũng mấy lần rồi, thì lúc nào cũng có lực lượng chức năng, rồi cảnh sát an ninh khu vực, họ lúc nào cũng bảo vệ trật tự, bình yên
cuộc sống cho người Đà Lạt cũng như là cho tất cả du khách gần xa về Đà Lạt. Cho nên là xin thưa với quý cô bác anh chị và các bạn, hãy thật sự an tâm, cuộc sống Đà Lạt là cuộc sống bình yên, cuộc sống hạnh phúc, đem đến cho tất cả mọi người ai cũng an tâm, ai cũng an lòng và thanh thản về với Đà Lạt, về với thành phố thân yêu, thành phố mờ sương, một thành phố mà luôn luôn đem đến sự mát mẻ, sự hòa đồng, sự thanh thản và rất là thích thú trong những ngày cuối xuân. Quý vị, những ngày cuối xuân như vậy là cũng sắp hết là mùa xuân rồi quý vị. Các bạn đến hôm nay là mình thấy là hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3 rồi quý vị. Ngày mùng 2 tháng 3 thì hết tháng 3 là coi như là đã hết xuân, thì chuẩn bị là bước vào đầu hè rồi quý vị. Đà Lạt cuối xuân thì cũng rất là đẹp, lâu lâu thì cũng chỉ có một vài cơn mưa. Ủa, đến đây thì gặp các bạn, nhìn mình thấy mình cầm cái máy quay đó, các bạn giơ tay chào, mình cũng xin chào các bạn. Và đây là các bạn nam thanh nữ tú. Ủa, thật sự tuyệt vời. Mình cũng cảm thấy là rất là vui cùng, và cũng rất là tự hào. Một thành phố của chúng ta có một cái quảng trường mà cho tất cả mọi bạn thanh niên rồi tất cả các cái du khách về đây họ bình yên đến lạ luôn, tự do tự tại, cuộc sống rất đổi là hạnh phúc quá đổi luôn. Mỗi người mỗi cảnh các bạn theo, người thì ngắm hồ, người thì vô nhìn xem các ca nhạc, người thì đi đánh vũ cầu, kẻ thì vãn hồi đi bộ, người thì chụp ảnh, kẻ check in, vân vân. Rồi người thì đi vào ở siêu thị Big C để mà tham quan mua đồ, vân vân. Thật sự tuyệt vời, một cái môi trường, một cái khung cảnh Đà Lạt mà luôn làm cho du khách an tâm an lòng, làm cho du khách thật sự tin tưởng một thành phố mà luôn luôn là thành phố hòa bình, thành phố trong sạch đẹp nhất đó quý vị. Quá tuyệt vời. Và đến đây thì mình mời quý cô bác anh chị lên tầng trên cao này. Đó, mình sẽ quay một vòng cho các bạn, quý cô bác anh chị xem. Đó, và đây là cái cửa để bước vào siêu thị Big C. Ở đây họ cho chúng ta rất là thông minh quý vị. Video đến đây cũng xin kết thúc. Xin kính chào quý cô bác anh chị và các bạn. Chúc quý cô bác anh chị và các bạn dồi dào sức khỏe, bình an và thật nhiều hạnh phúc. Quý cô bác anh chị yêu quý kênh Đà Lạt Bình Yên, xin để lại một like và bấm đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn.